Chào thân thể anh em, ngày hôm nay bên mình sẽ tiếp tục giới thiệu với toàn thể anh em một cái mẫu vang số hát karaoke gia đình, phòng hát nữa. Đó là cái mẫu vang Tamashii FX20. Đây là toàn bộ cái vỏ bao bì hộp anh em nhận được nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong có những gì nhé. Thì khi mà anh em mở hộp ra, sản phẩm thì được bọc trong cái lớp chống sốc rất là dày, đảm bảo cái độ an toàn cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Và ở trong đây thì có một cái tờ thông số sản phẩm cũng như là một cái đĩa phần mềm. Thì bây giờ anh em không cần phải có máy tính để đọc đĩa nữa, thì mình sẽ gửi trực tiếp cái file phần mềm qua cho anh em thông qua Zalo hoặc là email. Anh em mà có thời gian thì có thể ngồi nghiên cứu thêm về cái hướng dẫn chi tiết về sản phẩm này nhé. Tiếp kèm theo sản phẩm là một cái điều khiển từ xa, một sợi dây nguồn, một sợi dây USB để liên kết với máy tính. Con này thì nó là chân USB Type-B nhé. Và đây là sản phẩm. Và chống ẩm. Đây là toàn bộ cái phần mặt trước của sản phẩm. Mã Tamashii Pro LX20. Phần màn hình. Thì ở trên đây có các nút chức năng để chúng ta có thể điều chỉnh bằng tay. Bên này là các nút điều hướng để chúng ta điều chỉnh các thông số. Và bên này là ba cái nút volume chính, một cái nút volume điều chỉnh cho effect, một cái nút volume điều chỉnh cho micro và độ lớn cho music. Vang thì phần mặt trước này là mặt phay nhôm nhé, và được sơn đen. Phần mặt sau của sản phẩm này thì nó có hỗ trợ đầu vào theo kiểu AV, gồm có hai cổng. Đầu ra thì có MLMR substanter theo cổng AV và hỗ trợ hai cổng micro đằng sau. Và bên cạnh mỗi một cổng micro là một cái chiết áp để tinh chỉnh độ nhạy cho từng cổng micro. Về phần cổng xuất âm thanh theo kiểu Canon thì có 6 cổng, gồm có MLMR, SLR, sub và center. Con vang này hỗ trợ thêm một cổng lấy tín hiệu quang, cổng digital nhé, để lấy tín hiệu quang. Và có chức năng Bluetooth luôn nhé anh em nhé. Này có chức năng Bluetooth, đầy đủ các kết nối cho anh em. Vang khá là nặng và chắc chắn. Hàng chính hãng thì cái vỏ người ta làm rất là dày và nặng. Ok, mình sẽ cắm điện vào cho mọi người xem nó hoạt động. Đây, khi bật lên thì chúng ta có nhìn thấy là cái đèn nó đang lắt tinh. Và trên đây, đồng hồ nó hiển thị các thông số như là effect, mix và music, độ lớn. Và ở dưới là có các cổng đầu vào và chế độ nhớ M1. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh thông số của effect bằng cách bấm vào đây và thay đổi giá trị nó ở trên đây. Đó, thay đổi giá trị bằng cái nút này nhé. Đây, effect này, điều hướng sang này. Đây. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy. Đây, mình zoom nó lên nhé. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này. Mình muốn thay đổi thông số gì đó thì chúng ta vặn cái nút này. Tiếp tục là điều chỉnh chức năng của mic thì chúng ta bấm vào nút mic. Thì ở trên mic này thì nó hiển thị 2, 4, 6, 7, 7 cái giải equalizer, gồm có 57Hz, 134, 400, 1K, 2,5K, 6, 6,3 và 10K. Chúng ta có thể tăng chỉnh, tăng giảm nó ở trên đây. Thì đây là những cái điều khiển cơ bản thì chúng ta có thể điều khiển bằng tay, và khi chúng ta vào trong phần mềm chúng ta có thể điều chỉnh chuyên sâu hơn được về cái con vang này nhé. Chúng ta có thể chuyển sang các thanh khác bằng cách là bấm nút điều hướng thông qua lại. Đấy. Music cũng vậy. Music cũng có 7 cái giải equalizer để chúng ta có thể điều chỉnh trên đây. Input để chúng ta chọn cổng đầu vào. Đây, chúng ta bấm đây thì nó sẽ nhảy qua các cổng. Nút mode này để gọi các chương trình ra, các chương trình mà chúng ta lưu. Nút set này thì để chúng ta cài đặt các thông số khởi động và thông số đặt cái ngưỡng lớn nhất cho micro. Đó là cái phần chỉnh tay của nó. Còn lại về cái phần mềm của con này thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn nữa nha anh em nhé. Chúng ta có thể vào và làm được nhiều việc hơn ở trên cái phần mềm máy tính. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem cái phần nội thất bên trong của con vang này nhé. Đây, anh em có thể thấy là con này thì phần nguồn nó được bỏ trong một cái khối hộp sắt để bảo vệ, để tránh cái phần điện áp cao sang phần điện áp thấp. Phần bị mạch của nó này, thì con này thì nó cũng sử dụng, anh em có thể nhìn thấy đây là một cái bo giải mã tín hiệu của Bluetooth, và đây là cái anten của nó, nó kéo dài ra đây.
Và đây là cắt dơ le để đóng cắt tín hiệu cho cổng xuất âm thanh. Nói chung là nội thất và linh kiện của quán bar này cũng khá là tốt. Và mình sẽ có video hướng dẫn anh em sử dụng phần mềm cũng như là test con vang này ở trong video lần sau nhé.